Cạn nè. Làm việc tới tận cả đêm, bác sĩ vất vả quá. Có chuyện gì không chị? Có một bệnh nhân có dấu hiệu u xương ác tính. Tôi định kiểm tra chi tiết cho bệnh nhân đó. Bệnh nhân X? Sao lại để tên như vậy chứ? Là đối tượng thử nghiệm lâm sàng đó mà. Bệnh nhân đó yêu cầu được giấu tên. À, dạ. Khoảng bao lâu có kết quả? Khoảng một ngày. Nếu chị cần gấp tôi sẽ tranh thủ cho. Sáng ngày mai được không? Tôi sẽ cố gắng. Tôi mời cà phê sáng nha.
Đã có kết quả kiểm tra rồi, đúng thật là u xương ác tính. Đây cũng là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất. Nếu để nó di căn sang phổi thì tỷ lệ sống của bệnh nhân chỉ còn 50%. Tôi đã cố gắng làm nhanh để hoàn thành xong thời gian chị đã nhờ. Nhớ cảm ơn tôi đó. Đừng quên mời tôi ly cà phê nha. Em đi đâu về vậy? Từ phòng cấp cứu. Em nhận được cuộc gọi sao? Sao em không nghe máy của anh? Anh buông em ra đi, em thấy mệt lắm. Xong anh chê. Em đã nói là em thấy mệt mỏi rồi mà. Cậu đã nói chuyện với bác sĩ xong chưa vậy? Cô ấy nói sao hả? Cậu nói là sẽ đi sao? Hiona. Nè. Sao cậu phiền quá vậy? Cậu làm ơn bớt lo chuyện của người khác đi được không? Từ bây giờ cho tới đợt khám tiếp theo. Ờ. Chú nhớ uống thuốc đầy đủ nha. Dạ. Chú về cẩn thận ha. Ờ, được rồi. Dạ, không có gì bất thường hết. Tuần sau con lại khám cho bà. Dạ, bà về cẩn thận nha.